các bạn đến buổi học ngày hôm nay ha. Thì ở buổi học trước á, chúng ta đã đi tìm hiểu về chương Stephen này ha. Thì ở phần chương này chúng ta sẽ tiếp tục đến bài thứ hai ha, thì cũng trong module đó luôn ha, của lần Stephen, nhưng chúng ta sẽ nói về mass attract tắc ha. Thì để bước vô cái bài bài buổi sau, chúng ta sẽ bước vô cái nội dung thực hành của buổi học ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ đi học lý thuyết trước ha. Rồi. Thì mục tiêu bài này á, thì chúng ta sẽ có bốn mục tiêu. Mục tiêu nhất là hiểu rõ khái niệm mass và vai trò của nó trong mạng máy tính. Nó giúp cho chúng ta là cung cấp nền tảng về cách địa chỉ mass hoạt động, cấu trúc và mục đích sử dụng. Thứ hai nữa là nhận diện được các cuộc tấn công phổ biến liên quan đến địa chỉ MAC address. Như cuộc tấn công RNP poisoning, MAC flooding, MAC cloning và tác động của chúng đến an mạng. Thứ ba đó là nắm được các cách sử dụng các công cụ tấn công và phát hiện. Thì chúng ta sẽ làm quen được các công cụ như Ethercap, TCP dump, wire sạc và để hiểu cơ chế tấn công và cách phát hiện của chúng. Thứ tư là chúng ta áp dụng biện pháp phòng thủ hiệu quả ha. Xây dựng các chiến lược bảo vệ hệ thống mạng, chẳng hạn như cấu hình switch hoặc sử dụng static RNP. Tầm quan trọng của việc bảo vệ của nó là gì? Chúng ta sẽ trải qua bốn cái nội dung. Nội dung nhất, chúng ta sẽ đi nói là bảo vệ hệ thống mạng trước các mối đe dọa. Thì trước các mối đe dọa thì chúng ta sẽ có những cái nội dung như là các cuộc tấn công mạng có thể gây ra rò dữ liệu, làm gián đoạn dịch vụ hoặc gây tổn thương lớn, tổn hại lớn đến với doanh nghiệp. Thứ hai nữa là chúng ta hiểu rõ về các cuộc tấn công này giúp cho bạn phát hiện và ngăn chặn kịp thời ha, và bảo vệ hệ thống của các bạn. Thứ hai đó là chúng ta sẽ nói là phát triển tư duy của một chuyên gia an ninh mạng. Thì chúng ta sẽ có hiểu rõ hơn được là nắm vững được cái phương thức tấn công và phòng thủ là bước đầu tiên để trở thành một chuyên gia bảo mật. Thứ hai là giúp bạn có kiến thức thực tế để bảo vệ hệ thống một cách toàn diện. Thứ ba là góp phần nâng cao nhận thức an ninh mạng trong tổ chức ha. Thì trong tổ chức của chúng ta, khi các bạn làm ở trong lĩnh vực an ninh mạng và cũng như trong tổ chức tài chính ngân hàng hoặc là tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng và cũng như tài chính công ty tài chính. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thể làm cho một những cái công ty lớn, như cái hãng lớn như Microsoft hoặc là Google ha, thì sẽ cần cái khả năng tăng cường hành vi bất thường trong trong mạng và đưa ra giải pháp phòng thủ phù hợp cho từng môi trường cụ thể. Thứ tư đó là tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng hiện đại. Thì hiểu được cái áp dụng của kiến thức của CH này, thì kiến thức này là CH của version 13 hoặc version 8 ha. Thì ở trong bài này mình sẽ có nói đôi chút về CH version 13 ha. Đảm bảo được là các tuân thủ phương pháp bảo mật quốc tế, chuẩn quốc tế ha, như ISO 27001 và 27002 ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tiếp, đó là hiểu về địa chỉ MAC là gì. Địa chỉ MAC là gì? Địa chỉ MAC chúng ta sẽ gồm có 3 nội dung chính. Nội dung nhất, địa chỉ MAC của tắt của chữ là Area Access Control, là mã định danh duy nhất được gắn cho từng bề mạng. Giống như các bạn khi mua một cái giống như các bạn mua đây xí nha. Mình mở cái mở webcam lên ha.
Này. Khi các bạn mua cái USB này nè, ha, khi các bạn mua này về thì cái mã định danh ở đây đó là địa chỉ MAC address trên cái tầng thiết bị mạng ha, thì đằng sau của nó sẽ có ha, thì nó sẽ có mã định danh ha. Rồi. Video ha, các video. Rồi đây, đây là cái mã ha. Khi các bạn mua cái thiết bị này về thì ở trên thiết bị này chúng ta sẽ có cái mã định danh ha, và cũng như cái thiết bị MAC address của nó ha. Rồi thứ hai đó là được nhúng trực tiếp vào phần cứng ha, thể mạng đích bởi nhà sản xuất. Thứ ba đó là thành phần quan trọng trong giao tiếp tầng liên kết của data link, liên kết dữ liệu là data link layer trong mô hình OSI. Dạ đang nghe anh ơi, vẫn đang nghe. Alo. Nghe đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp, đó là đó về cấu trúc của địa chỉ MAC ha. Thì cấu trúc của địa chỉ MAC chúng ta sẽ gồm có hai phần, đó là phần đầu 24 bit và phần sau sẽ là 24 bit. Tổng độ dài của địa chỉ MAC đó là 48 bit ha, được biểu diễn ở dưới dạng 12 ký tự hexa decimal cơ số hệ số 16 ha. Thì cơ số đó của chúng ta sẽ được chia làm hai phần, phần đầu là 24 bit và phần đuôi đó là 26 bit, 24 bit. Phần đầu là ý nghĩa của nó là Initial the OEI, tức có nghĩa là phần đầu là do nhà sản xuất đó quy định. Ví dụ như hãng TP-Link, hồi nãy mình show ra cho các bạn coi á, ha, đây, đây, khi mà các bạn mua cái thiết bị TP-Link này về, thì ở trên này có nghĩa là sẽ có cái địa chỉ MAC, ha. Đây. Ví dụ như đây đi, để con router ha, rồi đằng sau của nó chúng ta sẽ có cái địa chỉ MAC nè, bốn số đầu ha, 24 bit đầu, 24 bit đầu sẽ là dành cho ký tự cho nhà sản xuất ha, 24 bit cuối sẽ là dành cho nhà sản xuất ráng riêng cho tập thiết bị ha. Rồi để mình show lên trên cái video ấy ha. Video đâu rồi? Rồi, ok. Ở đây mình nói ha, khi các bạn mua cái thiết bị tai biên link về thì đây chúng ta sẽ có 4 mic, 24 mic. Đây ha. Nhìn các bạn sẽ nhìn cho kỹ ha, nó hơi mờ tí. Sẽ zoom lên ha. Đây. Rồi nó hơi mờ ha. Rồi. Các bạn sẽ thấy ngay đây nè, sẽ là có cái phần 24 bit ha. Rồi, thì khi các bạn thực hiện cái đó thì nó sẽ ghi là 24
24 mic đầu á sẽ là dành riêng cho dành dành riêng cho nhà sản xuất ha, và 24 mic cuối á, sẽ là dành riêng nhà nhà sản xuất sẽ gắn riêng cho từng thiết bị ha. Rồi. Ở đây là cái địa chỉ mà chúng ta sẽ đi tiếp ha, là cái phần hồi nãy mình có show lên cho các bạn á, là cái ba cái đầu tiên á, ba con số đầu tiên ha, bốn số đầu tiên, nghĩa là 1 2 3 4, 1 2 3 4 đây nè, 24 F5, 2A 2A ha, thì đó là chính là cái đánh ra dành riêng cho thiết bị Tabling ha. Rồi. Đằng sau A B C D E F có nghĩa là sẽ đánh dành cho là 24 bit là sẽ được nhà sản xuất gắn riêng cho từng thiết bị của mạng ha. Rồi. Vai trò của địa chỉ MAC trong mạng là gì? Rồi, vai trò của nó thì chúng ta sẽ đi qua thành ba vai trò ha. Vai trò nhất đó là định danh duy nhất ha, định danh duy nhất đây nghĩa là gì? Đảm bảo mọi thiết bị mạng có một mã nhận diện riêng ha. Hiểu nôm na có nghĩa là đây. Mình sẽ show này ra ha. IP config on. Lấy này đi cho lại ha, định danh duy nhất đó là 4 bit đầu đúng không? Là tổng cộng là 24 bit đúng không? 24 bit đầu sẽ dành cho mã định danh cho nhà sản xuất, có nghĩa là nhà sản xuất sẽ kết nối cái mã định danh đó, có nghĩa là sẽ có một cái tổ chức quy ước ra cái mã định danh này và gán cho nhà sản xuất. À, khi nhà sản xuất nhận được cái mã của nó, ví dụ như mã của thằng viên que đi là 00 50 56 C0 ha. 50 56. Đó chính là cái mã cho dành cho nhà sản xuất. Và phần còn lại đó là nhà sản xuất, có nghĩa là thằng viên que nó sẽ gán cho từng thiết bị của nó. Ví dụ như thiết bị của mình đang show lên cho màn hình các bạn. Đó là chính là cái mã định danh nhà sản xuất đó tự gán cho từng thiết bị của nó. Hiểu nôm na có nghĩa là bây giờ tôi muốn quản lý ông phải có một cái mã định danh. Giống như ông là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì ông phải là có được nhà nước cấp một thẻ căn cước công dân hoặc gọi là nôm na là mã định danh, thì lúc này công dân đó mới thực hiện được nghĩa vụ trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Đó chính là cái mã định danh tương đương ở khi mà nói nôm na dễ hiểu cho ở bên ngoài thì đó là số căn cước công dân ha. Rồi rồi chúng ta đi tiếp ha, tới đây rồi các bạn hiểu rồi đúng không? Thứ hai đó là hỗ trợ giao tiếp bảo mật ha, hỗ trợ giao tiếp bảo mật. Hỗ trợ giao tiếp là gì? Là đóng vai trò quan trọng trong việc định tuyến hosting tin ở trong mạng LAN. Bảo mật của vai trò của MAC thằng này là gì? Là một trong các yếu tố được sử dụng trong kiểm soát truy cập mạng. Có nghĩa là khi các bạn muốn hòa mạng, các bạn phải có một địa chỉ IP. Mà địa chỉ IP đó muốn cấp được thì phải có yếu tố đó là MAC address à, gọi là physical address. Khi một cái máy chủ DHCP muốn cấp
cho Lion thì Lion đó phải có một cái địa chỉ MAC. Thì địa chỉ MAC này là yếu tố quyết định để cho việc sử dụng được mạng hay không. Rồi, khi mà cấp xong thì ai quản lý? Đó là DHCP server. Là máy chủ cấp IP. Nói đùm na theo đời thật, đó là công an quản lý. Rồi, nói chung là cục trưởng cục cảnh sát về hành chính gì đó là bla 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 nhiều lắm ha. Thì đó chính là người để quản lý trong việc gọi là số căn cước công dân. Thì tương tự đối với lại địa chỉ MAC, ai sẽ là người quản lý đó? Khi mà một người muốn hòa mạng vô bên trong mạng internet thì anh phải có một cái địa chỉ MAC. Phải có IP address. Anh phải có IP address thì anh phải có máy chủ cấp, đúng không? Có máy chủ cấp. Ok, máy chủ cấp là gì? Máy chủ cấp ở đây có nghĩa là anh phải là người đứng ra cấp địa chỉ đó. Rồi, khi cấp xong, bạn muốn đi ra ngoài, bạn muốn đi tới đích thì ai sẽ là cho bạn đi? Sẽ thiết bị nào sẽ đi? Một chút nữa chúng ta sẽ đến slide đó ha. Rồi, các cuộc tấn công phổ biến ha, đó là RNB poisoning. RNB poisoning là gì? Là tin tặc tạo ra mác, địa chỉ mác của thiết bị khác ở trên mạng LAN để lừa bản RNB của các thiết bị đặt khác. Từ đó, tin tặc có thể điều hướng lưu lượng thực hiện nghe lén MITM, Man in the Middle. Và đây là cái sơ đồ của nó. Rồi, hồi nãy mình có nói á, ai là người quản lý cái địa chỉ MAC đó? Đó là anh này nè. Ha. Rồi, đợi xíu để mình zoom cái này lên. Rồi. Rồi. Là anh này ha. PC1 mà ảnh muốn ra ngoài internet thì ảnh đi thế nào? Anh này bắt buộc anh phải có một cái địa chỉ MAC ở tương ứng với là địa chỉ là ví dụ ha là 184AAABBB. Rồi, bây giờ là địa chỉ MAC của địa chỉ IP này muốn đi tới đích thì anh phải đi vòng qua cái con này. Thì con này sẽ trở thành một con chuyển tiếp, chuyển mạch ha. Thì chúng ta sẽ có hai loại con, đó là switch thường hay gọi là hub, và thứ hai nữa là switch ở layer 2. Thì switch ở layer 2 thực hiện cơ chế là quản lý MAC address đó ha, như cái hình này. Ví dụ như anh A, anh này ảnh muốn đi tới địa chỉ MAC này mà ảnh không biết đó, thì anh này bắt buộc nói là bạn có thể nói cho tôi là cái địa chỉ MAC của cái anh này hay không. Thì khi anh này gửi tới đây hoặc luồn đi tới đây thì anh này sẽ mở cái bảng MAC address ra và ảnh dò xem coi địa chỉ MAC của nó đã được học chưa ha. Nếu chưa được học thì có tin RNB mới bắt đầu xuất hiện và đi hỏi tới cái thằng lân cận, hỏi anh ơi anh thấy địa chỉ MAC này hay không, tôi biết nè. Thì anh này nói tôi biết. Thì anh này ảnh kêu để tôi chỉ đường cho. Rồi đây, chỉ tới đây. Rồi, thì anh này ảnh sẽ bắt đầu là reply lại có tin và nói tôi đây này,
Rồi thì lúc này anh này sẽ mở một cái bảng mắt à. Anh này anh sẽ mở một ra một cái mắt address ha, gọi là mắt table đi ha. Đây mắt table ha. Rồi khi khi anh này mở cái mắt table ra, ghi nguyên cái này ra, ghi này vô bên trong đây ha, thì sẽ được cái địa chỉ MAC của anh này, và đồng thời anh này cũng được ghi ở vô đây địa chỉ MAC của anh này. Ví dụ như đây, địa chỉ MAC của anh này đi, MAC. Rồi địa chỉ MAC của anh này sẽ được ghi vô đây. Rồi thì lúc này anh này anh muốn đi tới anh này thì anh phải hỏi ha, thì lúc này ha, xóa đường này đi, thì anh này anh sẽ hỏi anh này biết địa chỉ MAC không, biết bằng cách nào. Anh này ảnh mở cái MAC address ra, MAC table ra, anh này mở MAC table ra thì thấy đã có cái dòng của anh này nè, và thấy được anh này rồi thì lúc này ảnh mới chỉ đi mượt mà đi tới đây. Trong trường hợp mà nãy nó chưa có thì sao? Ha. Ví dụ như anh này ảnh muốn đi tới anh này đi. Anh này muốn đi tới anh này. Thì anh này ảnh mở cái địa chỉ master table ra không có. Thì lúc này anh này ảnh gửi một cái gói tin ONB hỏi who are you, có nghĩa là địa chỉ MAC của bạn là gì. Khi anh này nhận được gói này ONB, anh này ảnh reply kèm cái địa chỉ MAC cho anh này, kèm địa chỉ MAC ha. Rồi khi lấy được cái địa chỉ MAC của anh này ảnh sẽ học được, ví dụ như a thời xấu ha, ví dụ như a đi. Rồi a rồi BBB. Rồi CCC. Rồi. Thì nguyên cái đống này sẽ được ghi vô đây. Và đồng thời là đã lấy được cái dòng thứ hai của anh này. Và đồng thời cái địa chỉ này ảnh sẽ được ghi vô đây luôn. Nha. Rồi thì ảnh biết rồi đúng không, khi mà ảnh gửi gói tin đi lên là nó đã có kèm cái gói kết tinh bucket vô ha, trong này nó sẽ có cái gói tin IP và MAC address vô đó rồi ha. Thì lúc này ảnh sẽ được ghi vô đây và lúc này bắt bình mới mượt mà được ha. Rồi đó là cái chiều mà để cho chúng ta học. Vậy ONB versioning có nghĩa là gì? Rồi tới cái khúc này nè mới mới hay nè. Rồi nó tên ONB versioning bị versioning hay gì là địa chỉ MAC của anh này là AABBB, bị anh này đứng ở giữa ảnh can thiệp
Vì anh này đứng ở giữa can thiệp vô. Ha, anh này can thiệp vô. Thì lúc này anh này ảnh sẽ ghi đè lên đây. Gọi là làm mờ mắt á. Thì lúc này địa chỉ này nó còn không? Mắt này còn không? Không còn ha. Thì lúc này địa chỉ mắt là không còn ha. Rồi. Không còn. Thì lúc này là cái địa chỉ này nó sẽ được thay thế bởi anh này. Rồi. Lại một lần nữa. Anh này. Anh muốn đi ra ngoài Internet. Có phải là ảnh phải bắt buộc là ảnh phải đi, có phải là ảnh phải đi đi từ đây tới đây đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đi từ từ đây đến đây. Rồi thì khi mà đi từ đây tới đây, ảnh sẽ hỏi là lúc này là hacker sẽ ép buộc anh này sang ở một cái chế độ là freeze mode ha. Có nghĩa là tất cả các bọt này là bọt listening. Có nghĩa là một hớp á, giống hớp á. À, thì dễ dàng cho việc hacker sẽ chiếm quyền điều khiển cái con này. Rồi, tới đây rồi, con suất này có phải là còn suất nữa không? Không còn ha. Thì lúc này nó sẽ trở thành là một con hớp. Ha. Tất cả những cái chế độ listening cho nó là ở chế độ hub. Lúc này nó chỉ có việc là truyền tải dữ liệu thôi, nhận được cái này mà nó sẽ truyền tới đây. Nhưng mà truyền tới đây rồi thì khi mà cái con hacker này nè đã can thiệp rồi thì nó có đi qua đây nữa không? Không ha. Nó sẽ không lấy được địa chỉ này và mọi dữ liệu của nó sẽ đều đi tới con này. À. Đây. Đây. Dữ liệu của nó đi ha. Tới đây. Rồi từ đây nhận được đúng không? Là nó sẽ đi qua đây. Là lúc này thì chị mát ở đây là không không nhận được nữa ha. Là lúc này là mát ở đây là mát. Không biết ha, thì lúc này là nó đã bị giả lập lại rồi. Đã bị disable rồi. Thì con này bây giờ là nó còn không? Nó còn ha. Nó còn ha, nhưng mà cái địa chỉ MAC đó thay thế thành là cái địa chỉ này. Ha. Rồi. Rồi. Đó là on be positioning. Ha, hiểu rồi ha. Rồi. Chúng ta sẽ đi qua là mask loading attack là nghĩa là gì? Mask loading attack là một loại tấn công mạng trong đó tin tặc gửi một số lượng lớn khung dữ liệu địa chỉ mask giả mạo đến switch. Điều này khiến bản mask được hay được gọi là contain addressable memory của switch bị đầy, buộc switch chuyển qua một cái gọi là mode, đó là chế độ flood mode. Ở trong chế độ này là toàn bộ tin tặc có thể nghe lén và thu thập toàn bộ dữ liệu trong mạng. Rồi. Nó gây ra ngập lụt mà. Nguyên cái mác này đi. Mình phóng lớn hình này lên nè. Để xíu ha. Rồi. Rồi bây giờ là địa chỉ mask nè, sụp mask nó cứ dồn dập tới. Thì lúc này là cái con này đang là con layer 2. Bây giờ nó xuống là thành gì? Ở một cái chế độ là flood mode. Flood mode có nghĩa là gì? Kiểu là về cái con một á. Ha, ở chế độ listen. Ở dữ liệu này, à, lúc này là nó sẽ truyền tới con này và gây ra ngập lụt. Ha. Thì cái gói tin của nó thì nó sẽ được gói tin giống như quay sạc đây. Mình đã bắt ha. Bắt thử ha.
một nè. Khi mà chắp hai hình á, đây, tới đây, à, thì lúc này thì các bạn sẽ thấy là như thế nào? Thấy để xem không? À, thấy nhiều không? Sụt nhiều không? Sụt đét nhiều không? Sụt, sụt đét. À, đây. Rồi, thì đó là cái kiểu tấn công của Mac Flooding. À. Rồi. Thứ ba, đó là Mac Learning. Mac Learning là gì? Đây. Thiết bị thật sao chép qua một cái thiết bị được gọi ảo, à, được gọi là Mac Learning. Thì linh tặc có thể sao chép địa chỉ MAC của thiết bị hợp lại để giả mạo danh tính trên môi trường mạng. À, rồi, thì hôm nay là kết thúc bài hôm nay như đó thôi. Thì có bài nào còn thắc mắc không? Dạ không ạ. Rồi, ok. Hey. Rồi, chào các bạn.